Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự biến động thị trường mùa dịch Covid-19. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi mới cập nhật. Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền và quy định pháp luật khẩn trương xem xét thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Để chia sẻ khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam DAPAS tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, DAPAS giảm 50% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, giảm tối thiểu 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 so với mức phí đang áp dụng. Hiện nay, giá lợn hơi vẫn tiếp tục trên đà giảm sâu, dao động ở mức 52.000 đồng đến 54.000 đồng 1 kg tùy loại. Giá giảm cộng với mức tiêu thụ cũng chậm hơn nhiều, khiến các hộ chăn nuôi lo lắng. Tuy nhiên, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống lại giảm không đáng kể. Tại các chợ khu vực thành phố Hưng Yên, thịt lợn ba chỉ vẫn duy trì ở mức 125 đến 130.000 đồng 1 kg tùy loại, thịt mông sấn 120.000 đến 125.000 đồng 1 kg. Như vậy, qua các khâu trung gian, thịt lợn đến tay người tiêu dùng giá vẫn khá cao. Đây là những hình ảnh tại cửa hàng bán trái cây nhập khẩu của chị Vương Thị Thu Trang tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Mặc dù tại thời điểm này, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng các loại trái cây tại cửa hàng chị vẫn rất đa dạng và vẫn đảm bảo doanh thu tốt. Bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống, chị cũng bán sản phẩm trên trang Facebook cá nhân và chuyển hàng đến tận nhà các khách hàng theo yêu cầu. Mặc dù giá thành của các loại trái cây nhập khẩu này khá cao, lên đến vài trăm nghìn đồng 1 kg, tuy nhiên mặt hàng này lại đang được bày bán tại nhiều cửa hàng hoa quả sạch và các hệ thống siêu thị tại Hưng Yên do chất lượng đảm bảo và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đã làm biến động rất nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế. Nhiều nơi đã hạn chế các hoạt động giao lưu, thương mại. Vì thế, thị trường các mặt hàng mùa Covid-19 cũng có thêm nhiều biến động. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố Hưng Yên. Gia đình anh Tô Ngọc Lâm ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên đã kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột giặt từ nhiều năm nay. Nếu như ở thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19, lần đầu tiên tại Việt Nam, người dân đã đổ xô đi mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu, khiến cho nhiều sản phẩm tăng giá, thì trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, do tỉnh Hưng Yên làm tốt các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, nên các mặt hàng thiết yếu được bán tại nhà anh Lâm cũng như các hộ kinh doanh khác đều không tăng giá. Giá cả thì là nói chung là vẫn bình ổn so với thị trường chứ không có cái gì gọi là tăng cả. Các nhà phân phối thì người ta vẫn luôn luôn có đầy đủ các cái số lượng để mình nhập hàng cho nên là không có cái tình trạng găm hàng. Tuy nhiên nhiều mặt hàng hiện nay, nhất là nông sản, do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều địa phương bị phong tỏa việc lưu thông hàng hóa khó khăn nên bị rớt giá. Tôi thì tôi đi chợ thường xuyên hàng ngày. Thế nhưng mà bây giờ so với thời điểm trước khi dịch, nông sản, các hoa quả đều xuống cả. Thế và xuống so với trước là hơi nhiều. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lượng cầu giảm nên các mặt hàng điện tử, điện lạnh cũng có nhiều loại sản phẩm giảm sâu. Tại siêu thị điện máy Lâm Duy, thành phố Hưng Yên đã và đang thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu, mặc dù đang trong mùa tiêu dùng các sản phẩm điện lạnh. Nhìn chung rằng là tất cả các sản phẩm từ điện tử, điện lạnh, điện gia dụng đều giảm. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này là giai đoạn mùa hè nóng lắm, cho nên là các cái hàng điện lạnh, ví dụ như điều hòa, tủ lạnh, quạt thì là các hãng kết hợp cùng siêu thị chúng tôi là cùng kết hợp là giảm giá sâu cho khách hàng. Đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành và hiện chưa hề thấy có dấu hiệu của sự suy giảm. Do đó, các doanh nghiệp, các địa phương cũng cần phải có những phương án khác nhau để thích nghi được với tình hình dịch bệnh và để thị trường tiêu dùng không còn trầm lắng.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của Agribank chi nhánh Hưng Yên, Vietinbank chi nhánh Hưng Yên, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên, BIDV chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.